Bà 31 hồi trước rồi. Xin chào tất cả anh chị em, bữa nay ngày 19 tháng 12 nha anh em. Anh em ở ngoài kia có lạnh không anh em? Chỗ em bữa nay cũng bắt đầu se lạnh rồi. Mùa đông, mùa Noel đến rồi anh em ơi. Hôm nay em sẽ lên bữa trưa hay trưa hôm nay em lên cho anh chị em một lô áo ấm nha. Ai mà cần thì chốt giùm em ha. Đây là một con áo ấm nỉ hải quân nỉ nha anh em. Hải quân nỉ này thì thông thường em có cái quần, không biết quần còn gì không nữa. Anh em mà quất cả bộ là nó ấm lắm này. Lên like rồi giờ lo đi tìm. Hình như còn cái quần phải không bác này? Còn nằm dưới đó. Còn một con nằm ở dưới mà lôi lên lâu quá, chờ em chút nha. Con này là cái áo hải quân vai 50, hàng cấp phát của lính Mỹ đã qua sử dụng nha anh em, dài 75. Từ trong này anh em nhìn cái áo nỉ bên trong này. Nói về mùa đông mà bẩn như vậy thì anh em yên tâm với cái độ ấm của nó nha. Nhìn cái lông của nó đã đời không? Hàng cấp phát anh em ạ. Size của nó là size lát này. Hàng chuẩn cấp phát nha anh em. Em bán đồ thì anh em cứ yên tâm, con nào của Mỹ em nói của Mỹ, con nào của China em nói China ha. Con này đời 72 này. Đó. Cấp phát cho lính 572. Cái đầu vào nha anh em. Còn anh em cảm thấy ưng loại nào thì anh em chốt, chứ không có cần phải là treo đầu dê bán thịt chó hay là bán để cho được hàng đó. Không. Bán được là tốt nhưng mà phải khách ưng mới bán. Rồi con này là nó hơi dơ cái bả chỗ này một chút này anh em này. Gọi là dơ đất nha. Ở đây có một chút dơ nữa. Áo xuống đều màu. Xuống đều màu, lưu ý giùm em hai chữ xuống đều màu nha. Bo tay bị lũng này. Nhưng mà áo thì đều màu. Cái chỗ này nó bị rách một chút bo anh em ạ. Cái này thì kê lên bàn may chỉ cần một giây là đã may xong rồi anh em này. Nha, mình kê lên bàn may như vậy này. Chỉ cần một đường chỉ thôi. Đấy, em đun vào như vậy này. Xong, của nó là đúng cái đường rem của nó như vậy nha. Nó bung chỉ vì lâu năm quá, nó mục chỉ thôi. Đạp một đường, hai đường là xong. Không cần phải nói nhiều về nó luôn. Nó đều bị hai bên như vậy anh em ạ. Áo rất là đều màu nhưng mà con này mất cúc. Đặc biệt nó là bị mất ba cái cúc này, này. Ba cái cúc này này. Cúc này nhé. Cúc này thì mình có thể bứt bỏ luôn, mình thay cúc khác được. Nó mất riêng cái cúc thôi. Ở bên này có mấy chấm dơ nhẹ nhẹ này. Áo hải quân này nếu mà còn mới đẹp anh em biết mấy triệu ạ? 2 triệu rưỡi đến 3 triệu cũng có. Cực ấm nha. Con này salad thì anh em 85 ký. Đây cái quần thì đây, anh em nhìn cái quần nó lệch màu vì quần mới chưa có sử dụng. Mà áo thì tụt màu rồi. Nói đúng ra là hai file này cũng hơi lệch lệch nhau ấy. Nhưng mà cực ấm luôn. Này, anh em dòm này. Cái quần này thì bụng có 82 à. Nhưng mà quần này có bị lỗi dơ. Quần mới keng nhá, mới keng nhá. Đây, nó bị một chút ố như thế này. Anh em nhìn thấy có một cái đường ố á. Vì cái ố này mà em bắt lỗ đó. Em ôm một lô này bị lỗ mà em khiếp luôn. Nói chung là khiếp ba đời. Khiếp ba đời nhưng mà vẫn ôm. Để bán cho anh em vẫn cứ lấy. Lấy là lấy không đi qua Thái trực tiếp thì là bị ôm, là bị chơi, bị lộ, bị hố hàng là chuyện thường anh em ạ. Chứ không phải đi 10 con về đều như ý mình cả 10 đâu. Ai mà thích ghép một bộ như vậy 8 và 10 chứ được 9, 10 đó thì chốt nha. Cái quần này thì con này em bán 2,5 triệu. 2,5 triệu. Một con đó là đưa vào vậy thôi. Con này chốt cho em 1,5 triệu mã 81. 1,5 triệu mã 81. Dưới này bo này anh em có thể rút lại nha. Anh em mà 80 kg lên 82 85 vẫn được. Rồi một con M65 này.
nhìn mời số 5 like mấy con đồ dày xong nhìn mời số 5 em nghĩ rằng là con mời số 5 nó sẽ không ấm. Nhưng mà ông chồng em ổng bệnh một cái rồi, ông nói vậy nè. Vậy á, nhìn mời số 5 vậy á, nhưng mà bệnh mời số 5 không biết mùa, không biết mùa đông luôn á. Vài năm mốt tự dưng bệnh nó vào là nó có cái chất gì mà nó làm cho mình ấm ấm nghít luôn à. Dài 78 nha nha, chất vải ngang này. Vải ngang lì vải nha nhé. Con này thân đồng cổ đồng. Thân đồng cổ đồng. Thì nói mình bán thì mình bán nha, mình cảm nhận ăn thua người bệnh đấy nha mày. Bệnh mới biết được. Đây cái tem này. Vết gỡ tem nha. Ở trong này thì nó bị rách cái phần cổ này nha nhé. Anh em nhìn cái ruột của nó bị rách này. Cái ruột ở trong này là chất vải búp lin và dưới cũng rách này. Cái lai nói chung là cái phần trong này nó không có ảnh hưởng cái thẩm mỹ của mình đâu. Vì mình bẩn áo mình gài lại mà. Còn dây kéo Secoview nha anh em. Hàng cấp phát của Mỹ luôn đấy. Cái đầu vào anh em nhìn kỹ giùm em cái đầu vào nhá. Nó bị tưa như thế này nhưng mà vẫn cài ngon lành. Chúc em cài cho anh em xem này. Ui giời, bên này nào là xe mô tô hả? Nói chung con này là xuống đều màu vải ngang, hàng chuẩn xưa. Đấy, đây là vết dơ này. Vết dơ nha anh em. Vết này anh em nhìn kỹ rồi chốt nha. Ở cái line của nó thì xuống rồi, xuống màu rồi. Ống tay này. Con này là màu xanh xám xám. Màu xanh xám xám. Ống tay của nó thì ở dưới này có một chút dơ, còn trên này thì tem. Tem thì đẹp ấy. Đằng sau đều. Ở đây có một chút dơ nhẹ nhẹ thôi. Đấy, anh em nhìn cái độ mới và độ cũ của nó này. Cái độ mới và độ cũ ạ. Khi nó gấp ống tay là nó vậy nha anh em. Còn sau cái cùi tay của nó, đây về lủng một lỗ nữa. Em dán để báo lỗi á. Có một cái lỗ lủng này. Ở đây nó bị dơ nữa nha anh em. Hết qua thân đằng trước này. Đây là cái vết gỡ tem, nó phân biệt đồ mới và đồ cũ nha anh em. Đây một chấm dơ nữa. Hết sạch bát nha. Đồ mới của nó thì giờ anh em cho bao nhiêu phần trăm rồi. Vải còn dày dặn và đều đặn. Xanh xám. Chất vải hơi bị đỉnh luôn. Vải ngang đẹp. Vải ngang anh em nhìn này. Vải ngang đẹp không? Vải ngang hơi bị đỉnh luôn. Thân đồng cổ đồng thì năm chín mấy anh em cho nó năm chín mấy giờ gì không có đọc tem không coi được nữa. Rồi con này là small 60 quên 7 mấy chứ 72 trở đi là dây đồng quên con này là small 60-70 kg và cao 1m7 trở lên. Độ mới là 91-93%, từ 91-93% em đo chiều dài nha. Dài áo của nó là 78 small regular. Em bận nó vào xong em cởi ra nó có cảm giác lạnh, bị mất đồ bị cởi áo. Đẹp nha anh em, chốt giùm em con này 950.000 mã 80 để em kéo dây kéo để chứng minh rằng con này vẫn còn xài được nhé. Lỡ mà kéo không lên cái mà coi xấu hổ hay. Nghe mày. Nói dây kéo vẫn còn ngon lành mà kéo không được mà coi quê. Em đoán đoán vậy thôi chứ em đã kéo nó đâu mà biết. Ngon lành cành đào nha anh em. Chỉ có cái là cái đầu vào nó tưa lên một chút thôi. Có 900 ngàn. Anh em nghĩ sao? Với một con M65, cái dây đồng, dây kéo đồng này 500 nghìn rồi. Con áo này có lủng rách gì đâu. Chỉ có cái là nó bị mấy chấm dơ thì có ăn nhầm gì đâu. Sai đẹp nữa chứ. Bữa nay là bòn nha. Bữa nay là anh em M65 không có về nữa đâu ạ. Tiếp một con M65 gần gì ạ. Thân nhựa, cổ nhựa. Size small sock. Size này đẹp nhé. Small sock hình như dài áo 70-71. Small sock thân nhựa cổ nhựa này. Có mũ ở trong nha anh em.
Tất cả 10 sao lâm của Mỹ đều có mũ hết nha. Con này có vết in nút 96% này. Không có vết dơ, không có gì hết. Dây trên và dây dưới đầy đủ hết nha anh em. Ở trong bằng chất vải bút linh. Con này là 60-70kg. Anh em có số ký là từ 60-70kg. 60-70kg nha. Cao 1m7, 1m6-1m7. Nói chung là dưới 1m7. Độ mới 96%. Thân nhựa cồn nhựa. Chốt giùm em con này 990.000 mã 79. Bữa nay là anh em mua được rẻ. Quá rẻ nha. Anh em mà không chốt là phí phàm lắm này. Tiếp một con nữa. Có hai con này là màu lông chuột, màu mốc. Cái này gọi là màu mốc thì màu mốc này nó làm cho con áo giống như ông mưa mình ấy. Có màu mốc này con áo nhìn nó không có mới nha. Nhưng mà con này rất mới. Thân nhựa cổ nhựa, dây trên dây dưới đầy đủ, chất vải bubbling. Con này là size small regular. Small regular dài 78. Con này là 70-80kg. À quên, 60-70kg và cao 1m7 đến 1m74. Anh em lưu ý giùm em nói chiều cao và cân nặng nha. Con nào vừa cân nặng của mình hẳn chốt. À, anh em nhìn thấy cái màu lông chuột chưa? Màu lông xám xám này. Nhìn nó có một cái tem rin ha. Ôi giời, một cặp tem rin hơi bị đẹp luôn. Một cặp tem rin mới nha. Con áo này nói đúng ra con này là phải là 97% đó. Anh em nhìn cái vết in nút mới bắt đầu nhẹ nhẹ thôi, chưa có đậm nha anh em. Ai cao từ 1m7 đến 1m74 là chốt vừa con này, nhưng mà 60-70kg. Chốt giùm em 1 triệu mã 78. Con này em bán rẻ cho anh em gần một nửa đó. Không phải là ấy đâu anh em ạ. Chỉ cần 2-3 hôm nữa. Tức là nói tóm lại là giờ trở đi không có áo 10-65 để bán cho anh em nữa đâu. Tiếp một con áo này thì 2 lớp. Con này bữa trước là anh kia anh chốt rồi mà. Chốt xong rồi bảo là anh em đi hàng hết rồi. Dài 67. Mấy anh em đi sau chốt mà không chốt được anh ôm trong tay. Tới khi người ta đi hàng hết rồi bảo là anh thấy hơi cứt cái bụng của anh quá. Giờ cho anh đổi con khác thì chả lẽ em bảo không. Mà những anh em chốt thì lại... Cái đầu em trả lời là hết rồi. Anh ôm mất rồi. Con này hai mặt đẹp nha anh em. Anh em mà tầm 62 đến 67kg là con này đẹp tuyệt vời luôn. Nói tới sau 70 thì hơi căng. Nhưng mà sau 7 là hơi bị đẹp luôn. Em cao 1m58, nặng 55kg này. Con này bẩn được hai mặt. Ở ngoài là như chất ni lông á. Chất ni lông. Anh em lưu ý này, khi vào mùa đông á, mà cái áo mà có chất ni lông là nó không có đưa không khí lạnh vào thông qua được nhá. Nó giữ ấm rất là tốt. Giữ nhiệt của mình rất là tốt. Rồi em bẩn cái mặt trong cho anh em xem này. Mặt trong thì hơi bị vít luôn. Bữa hôm ai mà chốt trượt con này thì mình tranh thủ chốt lại giùm em nha. Chứ em lúc đấy chiều rồi anh kia bảo đổi thì em có nhớ em trả lời những ai là họ chốt mất rồi đâu. Quên tuột luôn. Rồi anh em nhìn vip không? Đỉnh không? Em bữa nay em trở thành người mẫu luôn, tự làm người mẫu cho mình luôn ấy. Nhiều khi em là nghiệp dư chứ không phải là chuyên nghiệp đâu. Nó thành bệnh nghề nghiệp luôn ấy. Đấy, đẹp quá đỉnh luôn chứ. Nhưng mà anh em mà có tuổi á thì em nghĩ không nên bận. Mình có tuổi mình bận cho nó chững chạc một chút. Con này gọi là tuổi men men, tin tin. Tin thì càng tốt nhưng mà không cần tin cũng được. Tuổi đang còn gọi là đang còn máu lửa một chút là quất con này ok.
vì nó là chẳng qua là quân hàm quân đội thôi, màu sắc của quân đội thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà phải nói cho máu lửa một chút, chứ giờ đi thì trông gậy mà chơi con này gió nó thổi bay. Rồi ai chốt con này chốt giùm em 3.77.000 nha, 3.77.000. Con nó cũng là hàng độc, không có con thứ hai đâu. Tiếp một con hải quân nữa này, hải quân nỉ sót nha anh em, à nỉ chứ không phải sót, nỉ nha, lót nỉ, hàng cấp phát của Mỹ. Vai của nó là 51, dài áo 74. Cái áo đó mà ai có con mà thích đam mê đồ lính đang còn trẻ trẻ, con này size lát nha anh em, size lát đời 85. Con này cái cổ này anh em dòm cái cổ giùm em ấy này, à, cái cổ nó viết chữ Medford, nó viết bằng cái bút xanh á. Còn trên túi ở đây có một chút sơn này, à, chút sơn dơ này anh em. Cái phần góc ở dưới này hầu hết là đều bị dơ đất nha, dơ đất này thì giặt ra được. Còn cái đầu vào của nó này, qua ống tay, ống tay thì sau cái bả vai của nó này, à, dơ nha anh em, dơ nha, dơ này, kể cả ống tay này cũng dơ như con lợn luôn, dơ nha anh em. Nói chung cái đồ áo này là dơ rất là nhiều, anh em phải giặt là 10 thau nước nó mới hết được cái đồ dơ đó. Dơ thì cái phần này là gọi là dơ đất thôi, không có đáng ngại lắm nha anh em, dơ đất thôi. Quan trọng anh em có kiên trì mà giặt hay không được này. Còn cái phần này thì em không có bao vì nó là như kiểu sơn nước á. Đây nữa ha anh em, đây nữa ha, đây nữa này. Còn cái bo, chút nữa em sẽ coi bo cho anh em. À, có mấy chấm á. Nói chung là con này là nó dơ đất ăn vào trong vải rồi. Anh em muốn giặt cái vết dơ này ra này, là đầu tiên mình ngâm vào nước ấm nha, nước ấm ấm, nước ấm là 40 độ C anh em. Rồi mình pha xà bông, pha Omo vào. Lúc đấy mình ngâm cái đồ này đúng 1 tiếng đồng hồ thì cái sợi vải bo tay đẹp nhá, không bị lủng. Cái sợi vải của mình khi mà gặp nước lạnh nó sẽ co lại, nó bóp chặt lại, cắn chặt với nhau. Nhưng mà khi gặp nước ấm đẹp nha anh em. Khi gặp nước ấm thì nó nở ra sợi vải nở ra, thì những cái dơ nó nằm kẹt sâu vào trong nó cũng theo và nó đi ra. Khi mình ngâm nước ấm 1 tiếng đồng hồ xong, mình đưa bàn chải mình chà một phát nhẹ nhẹ là tự nó ra hết rồi. Còn anh em mà muốn cho nó sáng tưng con áo lên thì anh em nhỏ vào trong thau nước giùm em 2 giọt chanh, 2 hoặc 3 giọt gì tùy anh em. Ít thôi nhờ, chơi nhiều là nó tẩy đó, là các vết dơ nó sáng tưng lên, nó ra nhanh và nó sáng quần áo nhìn như mới. Còn mà anh em tẩy mạnh vắt chanh nhiều cái là nó tẩy quần áo. Rồi cái con này thì em vừa đo bao nhiêu ta, độ mới của nó là vì dơ ta cho 91% thôi nhá, nhưng mà áo dày dặn đều đặn. Con này là 8-90kg mới vừa, 80-90kg mới vừa. Áo hải quân chốt giùm em 1.500.000 mã 76, 1.500.000 mã 76. Tiếp một con M65 màu đen này nhé. M65 màu đen là chứng chạc nhưng mà đi đâu cũng tiện, không thích màu mè, không thích gì anh em quýt màu đen nha. Con này Small Railer, Small là 60-70kg và cao 1m7-1m74, đời 92. Con này đời 92 nhé. Đẹp. Màu đen này hiếm lắm nha. Thông thường nói đúng ra màu đen này là của Mỹ, chứ không phải là của lính Mỹ. Đầu nhé, đít này, USA này, USA nhé. Nó là của dân dùng hay còn gọi là thương mại, chứ không phải là, à, quên,
của dân dụng, quân dân sự chứ không phải là quân sự. Vai 51 dài 78. Vai 51 dài 78, màu đen thu lùi, đen tuyền. Đen và đẹp nhá. Ở sau này dính một chút dơ về giặt giùm em cái. Dơ này không có ăn nhầm gì hết. Con này rất là tiện, anh em đi đâu cũng được. Nó không có phân biệt đồ lính hay là đồ gì hết. Nhưng mà nó là M65. Hàng hiếm nha. Em nói thiệt anh em mà cố tình mà tìm một con M65, anh em phải lặn lội một năm. Nhưng mà có khi mà đã gặp rồi á thì rất là hay gặp, mà có khi đã không gặp thì một năm chưa chắc đã mua được. Nó dễ mà khó mà khó. Đó. Em vừa nói con này size gì ta? À, small. Small là 60 đến 70 kg, cao 1m7 đến 1m74 nha nhé. Lưu ý giùm em cái chiều cao và chiều cân nặng ha. 97% đồ mới chốt giùm em 1.900.000 mã 75. 1.900.000 mã 75, khá là đẹp anh em ạ. Cái V tay của nó này chưa có mà vết gấp luôn. Đẹp, đen tuyền. Dòng M65 này có những con nó đen đỏ đỏ. Nó đen đỏ đỏ là nó nhìn cái áo nó không có sáng, không có mới. Mà con này đen tuyền là nó nhìn nó nét con áo hơn. Tiếp một con M65 anh em, thanh đồng cổ đồng. Con này dây dưới còn dây trên nó mất rồi này. Cái đầu vào nha em. Đầu vào xù lông này. Chúc em sẽ cài coi thử có cài được nữa không nhá. Đầu cài này. Tem sai là mất luôn nha nhé. Tem sai mất luôn này. Em đo chiều dài của con áo. Dài áo 77 là short. Reller là 78. Lướt điện thoại mới đau nhá. Con này là chất vải ly. Vải ly, không phải vải ngang. Tem này, đây là nó thêu nha anh em. Đều màu, con này xuống mà đều màu. Anh em thấy cái vết in nút của nó đâu có bạc đâu. Có vết nhưng mà không có bạc nha. Con này kiểu cái màu của nó như vậy á. Ở đây này, trên này có hai vết dơ nhỏ nhỏ. Con này dòng như kiểu dòng pha saten á. Nhưng mà con này chỉ có 50 thôi. Ống tay nó hơi dơ nha anh em. Ống tay anh em nhìn thấy dơ mà. Đấy, có mấy vết dơ nhỏ nhỏ mà nó không có đường vàng được ạ. Trên tay này cũng vậy này. Anh em nhìn thấy như kiểu hoa, hoa văn. Bị vền dơ. Rồi, đằng sau đều. Cái bả vai này cũng vậy nha. Bả vai này này. Đó. Nói chung là nhiều cái vết dơ lăn tăn nhỏ nhỏ anh em ạ. Con này có vê tay gấp này. Bên này sơn nha anh em. Sơn nha. Đấy, dơ này. Anh em nhìn thấy cái vết dơ của nó chưa? Nói chung con này là tem tiệc đầy đủ. Ai vừa tiền chơi con này chơi đã nghiền luôn. Không cần đắt. Con này vừa tầm tiền chơi nghiền luôn. Đó, bị dơ nha anh em. Xong. Mình ít tiền mình chơi ít thôi. 77. Dài áo 77 nha anh em. Nó mà nhảy qua reller là dài 78. 78 là cao. Nhưng mà nói chung nói đo chiều dài để anh em tự lượng đi. Reller là nó lại nhảy qua size 7, cao 1m7 đến 1m74. Nhưng mà short á thì nó lại từ 1m7 đến 1m60. Con này 1.4 mã 74. 1.4 mã 74 nha anh em. Con này small. Size small 60 đến 70 kg. Cao 1m6 đến 1m7 hay còn gọi 1m7 đến 1m6. Ai ưng con này chốt giùm em nha. Tầm 93 95 gì đó cũng được. Một con M65 màu ô liu mà giá này là chỉ có bèo nhèo thôi, không có giá đó là hết đát rồi. Cái một con rần ri này. Rần ri thân nhựa cổ đồng, thân đồng cổ nhựa. Còn mới kem. Con này là X-mon long. Cha là mẹ ơi. Tem còn mới kém nha anh em.
X-mon mà còn long. À quên này, quên. Để em phải cài cái dây kéo này lại coi thử có cài được nữa không chứ. Quên cái em mất công, anh em bảo là cái dây kéo này có cài được không. Này cái đầu này anh em nhìn nó chẳng như vậy nha, nó tưa vậy nha. Anh em mà không cài dây kéo được, anh em cài cúc lại đi cho nó lẹ. Nhưng mà thời tiết lạnh thì mình có cái dây kéo, mình kéo cho nó ấm, cho nó kín, đúng không ạ? Nhưng mà cũng thử coi con này còn có lên được nữa không. Ngon lành nha anh em. Nó bị tưa chút ở dưới thôi, nhưng mà tưa vậy là hết đát rồi. Tiếp con này nha em, con này mới. Con này mới nhưng mà x small long. Con này lại bị dơ một chút đây này. Dơ này dơ đất nha. Em khẩy khẩy là nó ra này. X small thì 50 đến 60 kg. Và cao 1m74 trở lên, anh em lưu ý giùm em ha. Lưu ý giùm em, ai cao 1m74 trở lên thì hẳn dòm con này. Và số ký là 50 đến 60 ký. Có 7 con anh ơi. À, nói đó, 50 tới 60 ký. Nó dài thông thòn cái này. 1m7 trở lên, 1m74 trở lên thì là vô tư nha. Còn chém, dưới 1m74 ta đừng. Rồi ai chốt con này chốt cho em 1.4 mã 72. Anh em chờ em chút này. Đó là chỉ có tem US thôi. Chui. Dạ, hai cái trăm rưỡi chung một lần đó, cả quần cả áo đó. Chứ ai tách rẻ lẻ ra. Về chu vị tự tách chứ. Rồi ok. Dạ. À chắc ông chồng ổng nhảnh coi cái quần hả, cả áo cả quần chứ. Ba chốt đơn cho chú vì bảo là hai cái gộp chung đơn nghe chú vì. Rồi em lên tiếp cái áo 165 nha anh em, thanh đồng cổ đồng là một quần một áo chứ, có coi chữ trong trời là một quần một thanh đồng cổ đồng nha anh em. Hay là chú vì thích đồng hay hồ hay bịch. Con này là đầu vào này, đầu vào hơi bị đỉnh luôn. Đầu vào hơi bị đỉnh nha. À, cái dây kéo này. Dạ. Ngon lành nha anh em. Dây còn, dây trên còn, dây dưới còn. Trong đẹp nha, trong đẹp nha. Con này màu cổ úa mà nó vàng khè nha mà. Màu cổ úa nha. Đó, chất vải thì vải lì chứ không phải vải ngang. Con này màu cổ úa nha anh em. Có những miền anh em thích màu cổ úa, mà những miền thích màu ô liu thì tùy anh em này. Đây, chỗ này nó có mấy chấm dơ nhẹ nhẹ anh em ạ. Mấy chấm dơ nhẹ nhẹ đây này. Đằng sau này thì cũng vậy. Sau này ở dưới này có một chút dơ. Đấy, ở đây thì có 2-3 chấm nhỏ nhỏ nha. Cái đó một chút anh em nhìn thấy rõ không ạ? Mấy cái chấm nhỏ xíu thôi, chấm dơ này đó, nhỏ xíu thôi. Rồi qua ống tay nha, ống tay này cũng bị dơ này, một bệt từ trên này xuống. Ổn hả anh em ha, ổn hả. Rồi qua bên này, ok, bên này ngon lành. Nói chung là màu cổ úa chứ không có cái này gọi là màu hanh đỏ đỏ. Màu cổ úa mà hơi hanh đỏ lên một chút. Mình đọc sai chứ ta. Con này đo sai chứ ta. Con này cũng sai small. Small chắc small long quá. Sai medium regular. Medium regular anh em ơi. Ở đây có cái kiềng bằng sắt nữa này. Con này sai medium regular. 70 đến 80 kg, cao 1m7 đến 1m74. Con này là của dân dụng, không phải của thương mại. Con này hay còn gọi là hàng NATO anh em ạ. Trên cổ này con dơ một chút này. Trên cổ này nó bị dơ một chút.
cái con này nó hơi khác với cái thằng dân dùng một chút, thằng dân sử một chút, cho nên em hơi bị lạc tông. Phan, không phải, này nó rút dây eo lại. Phan, chờ em chút nha, bị lạc tông mất. Con này là medium 70-80kg, cao 1m7-1m74 nha nhé. Anh em để ý dùm em đọc số ký nha. Mình vừa thì mình hẳn chốt nha nhé. Không có là về là nó sẽ bị lệch lạc này. Một bên. Ông này ông rút cái eo nhiều quá. Bên này nó về anh em mở ra 70-80kg đúng chuẩn luôn. Và cao 1m7-1m74, hàng thương mại không phải, hàng dân sự, không phải hàng quân sự. Hàng chuẩn Mỹ nhưng mà của dân sự, không phải của quân sự. Rồi con này là 96%. Chốt giùm em 1.4 triệu mã 73. 1.4 triệu mã 73. Tiếp một con M43. Con này. Con này chất vải cực kỳ dày em. Dạ, vai dạ, của dạ, nó dạ, là 50. Dạ. Nó là y hệt M65 luôn, dài 77 ha. Anh em dòm cái ve cổ của nó này. Núc màu nâu, núc dẹp màu nâu hằng xưa nhá. M43, M50 đấy, M40 đấy biết. Chờ em đọc cái tem phát là đọc lên đời à. Size X-Mon Railer. Size này nhỏ nha, M51950. Con này là M50, không phải M43. Nó là ông nội của thằng M51 nha anh em. Chất vải này cực dày. Nó dày và nó bền muôn thủy nha anh em. Chất vải này này, nó bền kinh hồn luôn. Đây anh em nhìn thấy nó là giống của thằng Pháp một chút ha. Cái thằng này, cái thời đó sao mà nó giống cái thằng Pháp y hệt luôn này. Y hệt luôn ấy. Này à, nó là xài bằng cúc, không phải là bằng dây kéo. Con này bền lắm. Cái từ thời năm 50 bây giờ anh em này, mà em cầm cái áo này em còn nghĩ rằng là anh em mà bền chắc phải là mấy chục năm nữa. Con áo này mới hư. Cái độ hăng của con áo kinh hồn vậy đó. Cái dòng mà chất vải mà dạng dạng này là không phải dạng chân chim. Cái vê tay này không, kinh khủng, phải nói kinh khủng, khủng khiếp thiệt. Con này là phải nói đời cha truyền qua đời cháu đời chắc vẫn không hư đâu á. Ở đây nó bị dơ một chút nha anh em. Con này chả lẽ em mạo hiểm, em cam đoan anh em vẫn không hư. Thực sự nó cái chất vải mình sờ vào là mình cảm giác là nó bền lắm thôi. Vai 50, vai 50 dài 70. Cái thằng M50 này mà X-Mon mà này vai 50. X-Mon anh nhích hơn, size X-Mon anh nhích hơn thằng 50 mặc bấy tư. X-Mon là thông thường là 50-60kg. Nhưng mà cái vai thì nó to như vậy này, nhưng mà phọc đẹp ha. Vai nó to như vậy mà 50-60kg thì chỉ có em vừa thôi. Mà đúng, con này 50-60kg luôn. Nhưng mà lại vai nó lại vai đàn ông hả? Vai đàn ông là nó ngang vai vậy này. Con đàn bà thì nó sệt xuống. Con này phải nói chất nhá. Em nói thiệt anh em, cút con này sưu tầm M50 hơi bị chất luôn. M51, 50, 43, 42, 42, 43, 50, 51, 65. Rồi bữa nào ra cái gì nữa không biết. Rồi, ai vừa nhỏ chốt con này dùm em này. 2 triệu, mã 71. Con này độ mới của nó là 96% cứng ngắc. Nhưng mà chỗ này này, cái chỗ này lâu quá. Em nói thiệt bằng may mình chưa chắc đã may được đâu nha. Cái chất vải này này, chưa chắc đã ăn nó. Cái chỗ này lâu năm quá nó bung chỉ thì anh này anh đạp một cái đường chỉ khác lên đây. Đấy, đạp cái đường chỉ khác chứ không phải là bị rách hay gì hết nha, hai bên. Vì anh em tính thử coi từ năm 50 tới giờ là mấy chục năm rồi. 70 chưa anh em? 50, 60, 70, 50 tới 100.
Rồi anh em tính giùm em thôi. Em lo like. Tiếp một con mời số 5. Con này đuôi cá, thân đồng, cổ đồng nha anh em. Con này mất tem sai rồi này. Mất tem sai này. Trong là chất vải bút lin nha anh em. Cái đầu vào của nó này. Đầu vào nhé. Bên này bị bể mất cái đầu khóa rồi. Bây giờ em sell con này. Sell con này. Con này là đều màu. Chất vải lì nhưng mà không phải ngang vải. Ở đây dưới này là nó bị dơ đất nhẹ nhẹ nha em. Nói chung con này tụt màu. Nó dơ đều màu ha. Cái vết in nút này là anh em biết là 96% rồi này. Nhưng mà con này em vẫn cho 4% nữa. Cái vết gấp này. Chỉ có bể cái đầu khóa thôi. Không biết em có cái đầu khóa nào nữa không biết. Thay một cái đầu vào là ok. Rồi. Xong. Không có gì để báo nữa hết. Con này là medium. Medium short. 70 đến 80 kg. Cao 1m6 đến 1m7. Ok ha. Bây giờ nó hư cái đầu mình chơi bằng dây kéo, cài bằng cúc, khỏi cần đầu. Còn mua cái đầu không biết em có đầu nữa không. Chốt giùm em con này 1 triệu mã 70. Với một con màu ô liu mà 1 triệu anh em nghĩ sao? 1 triệu ai ưng chốt giùm em nha. Hết mất rồi anh em ơi. Em cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi ha. Nếu anh chị em cần ưng là cứ alo cho em qua số điện thoại 0911 337 139 nha anh em. Em xin phép chào và hẹn gặp lại tối nay ha.